Hello, xin chào buổi tối. Xin chào tất cả quý cô chú anh chị em ạ. Chúc quý cô chú anh chị em một buổi tối đầu tuần cũng như một tuần làm việc vui vẻ và thành công ạ. Buổi tối thư thái ạ. Lại là em Sa và chị Tuyết đấy ạ. Hai chị em lại lên giao lưu cùng quý cô chú và anh chị em đấy ạ. Cứ đến khoảng 8 giờ là hai chúng em lại lên để giao lưu cùng quý cô chú anh chị em ạ. Và chia sẻ một số thông tin về công nghệ NFT. Cũng như hôm nay em sao được cập nhật một cái thông tin rất là mới của công nghệ NFT muốn chia sẻ tới quý cô chú anh chị em ạ. Vâng, quý cô chú anh chị em yêu mến em Tuyết và em sao thì hãy vào livestream tăng tên bạn bè và chia sẻ livestream cho em với ạ. Hôm nay có một cái rất là nhiều những thông tin rất là hot và chủ đề hôm nay chúng em muốn giới thiệu với quý cô chú anh chị em là anh chị em nào muốn giàu. Anh chị em nào muốn giàu thì hãy xem hết cái buổi livestream ngày hôm nay, coi từ đầu chí cuối. Và muốn thay đổi về cuộc sống của chúng ta, thay đổi về muốn bứt phá về tài chính thì hãy theo dõi livestream của em Tuyết và em Sao ạ. Vâng. Trong khi chờ đợi thêm nhiều quý cô chú anh chị em vào theo dõi like của em, quý cô chú anh chị em hãy đặt bên cạnh mình một ly nước lọc hoặc một cốc cà phê để mà thưởng thức trong khi chờ đợi giao lưu của mấy em sao ạ. Mời quý cô chú anh chị em nghe một chút nhạc ạ. Xin chào Hà Quân. Hà Quân là bạn nào đây? Chắc là bạn mới. Cảm ơn bạn đã vào theo dõi like của Sao ạ. Quý cô chú anh chị em yêu mến em Sao cũng như chị Tuyết, hãy cho em một tim, một like, share về tư tưởng cá nhân và tăng tên người bạn của mình vào ạ. Hôm nay em sẽ chia sẻ một thông tin mới về công nghệ NFT và cái cách khi chúng ta đầu tư vào một cái công nghệ hay vào một cái tập đoàn hay một sân sàn tạp chí nào để mà biết là nó đúng hay là nó sai. Có một câu nói rằng là 1.000 nỗ lực không bằng một sự lựa chọn đúng. Cho dù chúng ta sai đến bao nhiêu lần thì cũng không không bằng chúng ta chọn một lựa chọn đúng ạ. Xin chào bạn Thu Trang nha. Hôm nay bạn Trang không đi sang đây à? Lâu lắm rồi chưa gặp bạn Trang này. Lâu lắm rồi chưa gặp bạn Trang đây. Bạn Trang dạo này khỏe không nhỉ? Sang đây để tụ tập thôi, để chia sẻ thôi. Dạo này công nghệ NFT thì có rất là nhiều thông tin gọi có thể là rất là thông tin là cập nhật từng giờ chứ không phải là từng ngày nữa mà chính xác đấy. Bây giờ là cập nhật từng giờ rồi đấy ạ. Thông tin là tiền, ngày xưa thì bảo là đất là vàng nhưng mà bây giờ là thông tin là vàng. Ai có nhiều thông tin thì người đấy có nhiều tiền, tức là thông tin nó đến đâu thì tầm tiền của mình nó đến đấy. Có nhiều thông tin thì chúng ta lại muốn có thêm nhiều cổ phần, mà có nhiều cổ phần thì chúng ta sẽ có nhiều cổ tức, mà cổ tức là tiền rồi đấy ạ. À, dạo này bạn vẫn khỏe, chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn. Bạn Trang cứ thấy là sao mới Tuyết hàng ngày lên livestream là biết là sức khỏe của hai bạn như thế nào rồi. Xin chào Sky Unicky. Vâng, chào tất cả quý cô chú anh chị em đang xem livestream của em Tết về em sao ạ. Cập nhật thông tin hàng ngày đúng không ạ? Giờ là mỗi một ngày, không phải là mỗi một ngày một thông tin nữa, mà trong vòng một ngày như có rất rất nhiều thông tin. Chính xác. Chúng ta mà không cập nhật thì chúng ta sẽ lùi lại phía sau đấy ạ. Cập nhật đối với tập đoàn UET, nếu mà những ai có nhiều thông tin thì người đó có nhiều cổ phần, sau này người đó sẽ trở thành tỷ phú. Còn những ai không có thông tin, có rất ít cổ phần, đó là do chúng ta không cập nhật thông tin hàng ngày. Bình thường bây giờ có những ngày em rất thấy quá nhiều thông tin luôn ạ. Quá nhiều thông tin về tập đoàn. Ngày nào cũng có những thông tin tốt, có những chính phủ các quốc gia của các nước đến thăm trung tâm thử nghiệm. Và có những đơn đặt hàng. Đó, có những đơn đặt hàng. Mà càng nhiều đơn đặt hàng thì càng có nhiều chúng tiền. Ta lại càng có nhiều tiền thôi, đúng không? Tập đoàn làm ăn nên làm ra, tập đoàn có nhiều đơn đặt hàng sẽ tạo ra nhiều dòng tiền. Và như vậy thì dòng tiền sẽ chảy về túi các cổ đông của chúng ta, đúng không ạ? Chính vì vậy nên là quý cô chú anh chị em hãy cập nhật thông tin hàng ngày
để cho chúng ta biết được là chúng ta đang phát triển là đang phát triển như thế nào, có bao nhiêu hợp đồng rồi và khi nào thì chúng ta cái dòng tiền của chúng ta khi mà chúng ta đầu tư vào đây, ai cũng mong muốn, ai cũng hy vọng là chúng ta nhanh được tiền cổ tức, đúng không? Chúng nhanh lên sàn IPO, nhanh được tiền cổ tức. Đó, khi mà chúng ta muốn thì chúng ta phải cập nhật thông tin hàng ngày thôi ạ. Thì lúc đó chúng ta mới biết được, để chúng ta tin tưởng, chúng ta chờ đợi. Chúng ta chờ đợi đến ngày chúng ta hái quả, chúng ta trồng cây thì chúng ta phải chăm sóc chứ. Phải chăm sóc thì nó mới lớn được. Và càng chăm sóc nhiều thì cây càng nhanh lớn. Nhanh lớn thì chúng ta càng nhanh được hái quả. Còn nếu chúng ta cứ trồng cây xong chúng ta bỏ đó, chúng ta bỏ đấy, chúng ta không chăm sóc thì biết bao giờ cây mới cho ra hoa được, mà có khi cây còn không lớn lên được, đúng không ạ? Đó, nên là chúng ta phải cập nhật thông tin hàng ngày ạ. Quý cô chú chị em, những ai mà đã là cổ đông thì hãy cập nhật thông tin hàng ngày. Còn những ai mà đang tìm hiểu, chưa là cổ đông của tập đoàn UT và mới biết đến UT, đang tìm hiểu thì hãy vào livestream của các anh chị em đã là cổ đông của UST để cập nhật thông tin, để tìm hiểu về UST là tập đoàn như thế nào, mà tại sao ngày nào cũng có người lên livestream, cũng có người chia sẻ về công nghệ. Thì chúng ta cũng phải đặt ra một cái câu hỏi, tại sao mà những cổ đông của tập đoàn UST ai cũng rất là tự tin, đúng không? Cũng rất là tự tin, rất là vì mình sau này mình sắp giàu, mình trở nên giàu có. Thì mình phải hỏi là tại sao mà họ lại dám mà đặt ra cái mục tiêu như vậy, họ dám lên Facebook, lên Zalo để họ nói ra những cái lời như vậy. Họ nói ra mục tiêu của họ, họ nói ra ước mơ của họ. Nếu như những người mà người ta chưa chắc chắn, người ta nghĩ là không có, thì không bao giờ họ dám nói như vậy, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng phải suy nghĩ để chúng ta tìm hiểu thông tin. Sau này thì chúng ta sẽ cũng giống như họ. Họ đi trước, họ có nhiều cổ phần. Mình đi sau, mình không có nhiều nhưng mình cũng có cổ phần. Để sau này khi họ được hưởng cổ tức thì mình cũng được hưởng cổ tức. Họ có nguồn thu nhập thụ động thì mình cũng có nguồn thu nhập thụ động. Anh em nào muốn giàu thì hãy tìm hiểu thông tin của tập đoàn UST. Chỉ có đầu tư cổ phần doanh nghiệp trước IPO mới giúp cho chúng ta trở lên giàu có và giàu có bền vững. Đầu tư một lần và hưởng nhiều đời, hưởng 3 đời, 4 đời. Đó, vậy mà tại sao chúng ta lại không đầu tư, tại sao chúng ta lại không tìm hiểu? Với số vốn rất là nhỏ thôi, chúng ta chỉ cần đầu tư một chút xíu thôi là chúng ta đã có, sau này chúng ta đã có nguồn tiền thu nhập thụ động rồi. Và trở nên giàu có thể giúp đỡ được gia đình. Chứ bây giờ mà cứ đi làm công ăn lương, ngày nào cũng đi cày, sáng đi tối, ngày 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng, nhưng đâu có ai giàu đâu. Đi làm công ăn lương mà ai cũng giàu thì làm gì? Thì rất là nhiều người giàu, đúng không ạ? Chính xác. Đó, như con trâu ấy, nó đi cày cả đời, nó đâu có một mảnh ruộng nào đâu. Nên là chúng ta phải làm việc thông minh, đứng trên vai người khổng lồ. Chúng ta không thể nào tạo ra được một công ty tỷ đô, nhưng chúng ta có thể góp vốn để nắm giữ cổ phần của một công ty tỷ đô. Đó. Họ sợ mình lừa, họ giàu hay. Vâng, xin chào em Hoàng Bảo Ngân, xin chào Minh Phương, em xin chào chị Khuyên Nguyễn, xin chào chị Minh Tâm ạ. Cảm ơn tất cả quý cô chú, anh chị em đã bớt chút thời gian quý báu của mình để vào theo dõi live của em ạ. Quý cô chú, anh chị em yêu mến em sao cũng như chị Tuyết thì hãy cho em một tim, một like, share về tường cá nhân và tăng tên những người bạn của mình vào ạ, để cho nhiều người trong thời gian là đang tìm hiểu và cũng có rất là nhiều người được biết đến cơ hội này nhưng mà chưa đưa ra đến cái quyết định để mà sở hữu cổ phần, thì hãy mời họ vào qua cái like này để mà biết thêm nữa đi ạ. Dạ, chị Minh Tâm có comment rằng là làm việc thông minh hơn làm việc chăm chỉ. Chính xác ạ. Cháu xin chào chú Đặng Hường ạ. Làm việc thông minh, nếu mà làm việc chăm chỉ để mà trở nên giàu có thì con trâu nó cũng đã giàu đầu tiên rồi, đúng không ạ? Con trâu nó đi làm việc cả đời mà không có một mảnh ruộng nào thuộc về con trâu. Quý cô chú anh chị em có thấy rằng là tất cả Việt Nam chúng ta có hơn 100 triệu dân, mà đa số thường là những người nông dân, một chỉ có một số ít là người ta làm cán bộ công nhân viên nhà công viên chức nhà nước. Nhưng rất nhiều quý
cô chú anh chị em làm cán bộ công nhân viên chức nhà nước có giàu không ạ? Ví dụ như chị Minh Tâm đây ạ, chị đã là giáo viên cũng thuộc là cán bộ công nhân viên nhà chức đây ạ, công viên chức nhà nước 18 năm làm giáo viên, nhưng chị đã giàu chưa ạ? Chị chưa trở nên giàu có và chị đã bứt phá và chị đã đầu tư để nắm giữ cổ phần doanh nghiệp, đầu tư vào công nghệ UST. Đến thời điểm này chị có đến hơn 10 triệu cổ phần rồi. Nếu mà để làm công nhân viên chức nhà nước mà trở nên giàu có thì không bao giờ chị từ bỏ cái công việc của mình. Cũng như em sao, nếu mà làm công ăn lương mà để trở nên giàu có thì em sao không bao giờ từ bỏ Việt Nam để mà trở sang bên Nhật để làm việc. Nếu mà làm công 50 triệu, 60 triệu mà để trở nên giàu có thì em sao cũng không bỏ công việc ở Nhật để về Việt Nam. Bởi vì sao? Khi em sao có một số tiền như vậy, em sao phải đánh đổi thời gian và công sức. Khi mà em có một số tiền và sức khỏe của em giảm đi, em lại dùng cái số tiền đó để em mua lại sức khỏe, thì em lại quay về con số 0. Cho nên khi mà nói là làm công ăn lương để trở nên tự do về tài chính và tự do về thời gian thì là không có. Nếu có là họ chỉ có là có tiền nhưng lại không có thời gian. Có thể nói là giàu nhưng lại không có thời gian. Xin chào Lương Thị Kim Oanh nha. Em sao thì trước kia cũng làm công ăn lương thôi, chị Tuyết cũng làm công ăn lương. Trong live của em sao thì có chị Minh Tâm cũng làm công ăn lương, và có em Hoàng Bảo Ngân cũng làm công ăn lương. Và em rất rất là ít tuổi nhưng em đã nắm giữ cho mình được rất là nhiều cổ phần công nghệ UST. Em mới có 21 tuổi thôi và em nắm giữ cho mình rất nhiều cổ phần rồi, đã đầu tư vào công nghệ UST đến thời điểm này là 3 năm rồi đấy ạ. Nếu mà bảo lừa đảo là đa cấp là không có thật thì tại sao bác Đào Thế Nhâm năm nay đã 74 tuổi rồi mà hàng ngày bác vẫn lên live stream TikTok, YouTube để lên chia sẻ cái cơ hội này đến cho mọi người. Nếu mà bảo bác là làm cái YouTube này hay là live stream để mà có cái thu nhập thì hoàn toàn là chỉ một phía thôi ạ. Vì bác đã có 5 doanh trại, 5 trang trại gà và 6 trang trại lợn, và bác đã có 4 doanh nghiệp để mà hưởng cổ tức hàng năm. Nếu mà nói về kinh tế thì chắc là bác cũng không thiếu ạ. Nếu mà bảo thừa thì không có thừa, nhưng bác sẽ không phải vất vả về cơm áo gạo tiền. Nhưng tại sao hàng ngày bác vẫn lên live stream chia sẻ cho mọi người biết, đặc biệt là những người nghèo ạ. Đặc biệt là những người nghèo, bác lại muốn cái lòng từ tâm của bác chia sẻ khao khát cho những người nghèo biết đến cơ hội này để mà nắm giữ lại cổ phần để thoát nghèo. Và những người gọi là những người làm công chăn lợn hay chăn gà nhà bác đều nắm giữ cổ phần hết rồi. Đó là bác đi trao đi cái giá trị nhân văn. Khi đầu tư vào công nghệ UST là đầu tư giá trị. Đầu tư giá trị là chúng ta có một dòng tiền thu nhập thụ động hết cuộc đời chúng ta, chuyển nhượng lại cho con chúng ta. Và nhân văn ở đây là chúng ta chỉ cần một số vốn rất là nhỏ, chung tay góp sức cùng với ngài chủ tịch để mà đưa cái công nghệ này về tới Việt Nam, hay là đầu tư vào công nghệ UST, hay đầu tư vào tập đoàn công nghệ UST, là nó bao gồm tận 12 hệ sinh thái mà chúng ta được hưởng tận cả 12 hệ sinh thái. Chung tay góp sức một chút xíu của chúng ta thôi, chúng ta là một người dân nhỏ bé, là một người dân rất là bình thường, nhưng tại sao chúng ta lại được góp vốn vào cùng với ngài chủ tịch mà có cái cơ hội như vậy. Em sao đã nắm giữ, chị Tuyết đã nắm giữ, chị Tâm nắm giữ, chị Lê Nguyễn cũng nắm giữ, bạn Kim Dung cũng nắm giữ, và rất nhiều quý cô chú anh chị em đang tham gia theo dõi live của em sao đã nắm giữ cổ phần cho mình rất là nhiều. Và nhiều quý cô chú anh chị em khi được em sao hay chị Tuyết hay nhiều quý cô chú anh chị em khác chia sẻ cho cái cơ hội mà lại không nắm giữ. Khi mà biết đến cơ hội này mà không nắm giữ được cổ phần, phải xem lại cái phước của mình đi ạ. Xem cái phước của mình đã đủ lớn để mà nắm giữ cổ phần hay chưa. Nếu ai đó mà nói rằng là nó không có thật đâu, hay là đợi em giàu rồi, đợi chị Tuyết giàu rồi mới theo, chắc chắn là họ là chỉ có nhìn bằng tầm mắt chứ không nhìn bằng tầm nhìn. Ngày trước thì cách đây khoảng 10 năm, 15 năm, rất nhiều anh chị em đi sang bên Nhật làm việc, hay là bên Nhật Bản nói riêng và tất cả các nước trên thế giới nói chung, làm việc chỉ gọi điện qua với nhau về gia đình là bằng chiếc điện thoại bàn. Nhưng đến thời điểm của em sao thì sao? Em sao làm việc bên Nhật Bản gọi điện về gia đình hàng ngày, một ngày có thể thậm chí là mấy lần, vẫn được nhìn qua Zalo, Facebook,
có phải là thế giới nó thay đổi, thế giới nó thay đổi, công nghệ nó thay đổi thì cái gì cũng có thể xảy ra, đúng không? Trừ khi là cái não của chúng ta đóng lại thì không có một cái gì xảy ra cả. Khi mà cái não của chúng ta đồng ý và chấp nhận, mở ra và chấp nhận đón nhận mọi cơ hội, chấp nhận tất cả mọi thứ đều có thể xảy đến, thì chúng ta mới biết là thế giới này nó rộng lớn bao la như thế nào, cái công nghệ này nó càng ngày càng phát triển như thế nào, thì chúng ta hãy đón nhận lấy. Xin chào Phùng Tài ạ. Vâng chị ạ. Hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, người người đều lan tỏa cái cơ hội này đến cho mọi người. Nhiều người thì đón nhận lại được, nhiều người thì vẫn cứ cho nó là lừa đảo. Và cũng như em sao cũng đang lan tỏa, cũng như chị Quyên Nguyễn cũng hàng ngày lan tỏa. Và những ai mà đủ duyên đủ phước nắm lấy cổ phần, còn ai mà là không nắm giữ lấy cổ phần, coi như là họ đã phủ nhận lại cái sự giàu có của họ. Thì xin chia buồn cho những người biết đến mà không dám nắm giữ cổ phần. Chỉ một số tiền rất là nhỏ thôi ạ, chỉ bằng một chiếc áo hay là bằng một chiếc bánh thôi ạ. Chiếc áo hay là chiếc bánh của mọi người dùng vào những thứ xa xỉ. Còn đối với em sao hay chị Tuyết hay những quý cô chú anh chị em nắm giữ cổ phần là đều tiết kiệm hết mức có thể. Bởi vì sao? Bởi vì là cái công nghệ NFT này hay là một cổ phần công nghệ thời điểm này gọi là thời điểm vàng, hay còn gọi là thời điểm kim cương, với một chiếc bánh gọi là một chiếc bánh ngon. Thì em sao thấy có chiếc bánh ngon, em sao muốn chia sẻ cho quý cô chú anh chị em. Trong khi quý cô chú anh chị em đói thì hãy mở lòng mình ra và đón nhận. Dạ em xin chào chị Hoàng Biếc ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều đã tag tên những người bạn của mình và để theo dõi like của em sao ạ. Chúc mừng chị Quyên Nguyễn vì đã chị đã mà nói là chị cũng lan tỏa được với cho rất là nhiều người nắm bắt được cơ hội UFT ạ. Em chúc mừng chị ạ. Và em với lại bạn sao cũng hàng ngày lên và livestream để mong là sẽ lan tỏa được nhiều hơn nữa đến cơ hội này đến với quý cô chú anh chị em. Chúng ta muốn trở nên giàu có thì chúng ta phải làm công việc khác với người khác, đúng không ạ? Chứ chúng ta làm một công việc mà ai cũng biết rồi, chúng ta đầu tư mà đến khi mà cái về phần đầu tư đó mà ai cũng biết thì đó không còn là cơ hội nữa. Nếu như đi làm công nhân ai cũng biết đến, đúng không ạ? Ai cũng đồng ý, ai cũng đồng tình thì có giàu được không ạ? Không bao giờ giàu được. Chúng ta đi làm thuê ai cũng biết, ai cũng đồng tình, ai cũng đồng ý cho chúng ta đi thì lúc đó chúng ta cũng không thể nào giàu được. Chúng ta muốn giàu thì chúng ta phải đi ngược với đám đông. Chúng ta phải làm cái gì mà người ta chưa làm, muốn có những cái chưa từng có thì phải làm những cái chưa từng làm. Muốn giàu chúng ta phải đầu tư, mà đầu tư thì phải đầu tư vào đâu để cho chúng ta trở nên giàu có. Và giàu có bền vững thì chúng ta phải đầu tư giá trị, đầu tư cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Còn đâu nếu như chúng ta đầu tư thì nó có rất là nhiều lĩnh vực đầu tư. Nhưng đầu tư làm sao để cho chúng ta phải an toàn, ăn ngon, ngủ kỹ, kê cao gối mà ngủ. Chứ không phải là đầu tư để suốt ngày lo lắng là mất tiền, sợ mất tiền. Nay lo lắng thế này, mai lo lắng thế kia. Đó, nên là chúng ta muốn trở nên giàu có, chúng ta phải hành động khác với những, chúng ta phải thay đổi chính bản thân chúng ta. Công việc chúng ta đang đi làm công ăn lương không giàu có được, đúng không ạ? Chúng ta bứt phá ra, như bản thân em Tuyết cũng vậy, đang đi làm công ăn lương, cảm thấy không giàu có, bứt phá ra ngoài, đi tự làm chủ. Tự làm chủ, cảm thấy không thể nào giàu có như mục tiêu mình đặt ra, bứt phá ra ngoài, bước sang ô phần tư thứ tư của kim tứ đồ là về bên đầu tư. Và muốn đầu tư thì chúng ta phải có kiến thức. Và muốn có kiến thức thì chúng ta phải học. Chúng ta phải học thôi ạ. Chúng ta phải học thì chúng ta mới có kiến thức. Và có kiến thức thì chúng ta mới tìm hiểu được, chúng ta mới biết được là cái doanh nghiệp nào tiềm năng để chúng ta đầu tư. Như vậy thì chúng ta mới đầu tư an toàn và trở nên giàu có được. Còn nếu mà nó đầu tư mà chúng ta không có kiến thức thì chúng ta sẽ bị mất hết đấy ạ. Chúng ta sẽ bị mất. Và có những người bị mất thì họ tự đứng dậy, họ đi tìm cơ hội khác. Nhưng có những người bị mất thì họ đánh đồng tất cả. Đồng tất cả đều là scam lừa đảo. Nhưng khi đó là do họ không có kiến thức. Họ không có kiến thức và họ cứ nghĩ là cái gì họ cũng biết. Họ cứ nghĩ là họ đúng. Nhưng đừng để đến lúc mà khi mà mình biết đến cơ hội mà lại không nắm giữ cổ phần, sau này không còn cơ hội để mà
nắm giữ cổ phần nữa. Vì cái thời điểm này nó là không phải thời điểm vàng nữa mà thời điểm kim cương rồi đấy ạ. UST nó không phải là UST, nó là một cơ hội, không phải cơ hội vàng đâu ạ, mà nó là cơ hội kim cương giúp cho quý cô chú anh chị em bứt phá về tài chính, thay đổi cuộc sống, thay đổi và cho chính bản thân mình và cho cả gia đình mình nữa. Sau này chúng ta sẽ là vạch xuất phát của con chúng ta, không phải là chúng ta đầu tư cho bản thân chúng ta mà chúng ta đầu tư một lần như chúng ta hưởng nhiều đời, đời con, đời cháu chúng ta nữa. Vậy mà một cơ hội kim cương như vậy với số vốn rất là nhỏ mà quý cô chú anh chị em không dám bỏ thời gian ra để tìm hiểu. Thời gian có thể đi lướt TikTok, lướt Google để trên mạng mà lại không có thời gian để tìm hiểu một cơ hội. Các có tỷ phú có nói một câu là thà chúng ta tìm hiểu một cơ hội, thà thức suốt đêm để tìm hiểu một cơ hội, còn hơn là phải nghi ngờ nó cả đời. Nếu như quý cô chú anh chị em ngày hôm nay không tìm hiểu cơ hội thì có phải là lúc nào mình cũng nghi ngờ là không biết cái cơ hội này nó đúng hay nó sai, nó như thế nào mà sao hàng ngày em thấy em sao ngày nào cũng lên livestream. Vậy thì thà nghi ngờ như vậy thì quý cô chú anh chị em bỏ thời gian ra để tìm hiểu, mà không hiểu muốn biết thì phải hỏi, có thể hỏi cho em biết hoặc em sao hoặc quý cô chú anh chị em là cái cơ hội này là như thế nào để chúng em sẽ chia sẻ cho quý cô chú anh chị em. Nếu mà ai có duyên đủ phước có thể nắm bắt được cơ hội, còn mà cảm thấy phù hợp thì nắm bắt cơ hội, còn nếu không thấy phù hợp mình đi tìm hiểu cơ hội khác. Chính xác. Không làm cho chúng ta tìm hiểu một cơ hội, không làm cho chúng ta mất mát một cái gì cả, nhưng nếu bỏ qua một cơ hội thì chúng ta sẽ mất đi rất là nhiều đấy. Chính sau xác. Này sẽ phải nuối tiếc đấy ạ. Vâng đúng rồi, em hay đổi ba. Em xin chào em Nông Quang Kèo ạ, xin cảm ơn chị Quyên Nguyễn rất là nhiều. Chị đã đăng tên những người bạn của mình ạ. Không những nắm giữ cổ phần cho bản thân mình, nhận một số năm rất là dài, thậm chí là hết cuộc đời mình, mà nó còn là thay đổi 3 đến 4 đời của chúng ta. Xin chào Trần Thanh Nhạc ạ. Quý cô chú anh chị em hãy tăng những người bạn của mình vào nữa đi ạ, để cho em có động lực và có cái năng lượng tích cực hơn nữa để mà chia sẻ từ quý cô chú anh chị em ạ. Cũng như là hôm nay là 27 tháng 3, chỉ còn lại 3 ngày nữa thôi ạ, là những ngày còn lại để mà chúng ta kết thúc cái dây những cái gói trả góp để tăng cổ phần của chúng ta lên. Những quý cô chú anh chị em nào mà đang nắm giữ cổ phần trả góp thì hãy cố gắng hoàn thành một cách nhanh nhất có thể. Cũng như em sao mấy ngày hôm nay thì em sao cũng đang tận dụng cái số tài chính của mình để mà mình gom thêm nhiều cổ phần. Khi mà mình hoàn thành số cổ phần của mình thì mình trong cái số cổ phần đó của em thì là em cũng có một gói ghi danh rất là đang háo hức chờ đợi để cái tên của mình được ghi danh ấy. Quý cô chú anh chị em có thấy rằng là mình là một người dân rất là bình thường, nhỏ bé như vậy mà tự dưng cái tên của mình được ghi danh trên bảo tàng của Belarus, có thấy hãnh diện không ạ? Chắc chắn là có rồi đúng không ạ? Nhiều quý cô chú anh chị em đã ghi danh từ rất lâu rồi, em sao thì đang trong cái giai đoạn chuẩn bị đấy ạ. Em chỉ còn một chút nữa là em đã hoàn thành rồi. Xin chào Phạm Thị Kim Anh ạ. Cảm ơn chị biết rất là nhiều. Hôm nay cũng là ngày 27 tháng 3 thì em có xem cái thông tin là của tập đoàn chúng ta ấy. Có một đoàn là của Jakarta đến thăm cái trung tâm của chúng ta. Đã đến thăm rồi đấy ạ. Và nó phải như thế nào đúng không ạ? Cái công nghệ của chúng ta nó phải như thế nào thì mới được các thủ tướng chính phủ của các quốc gia đến thăm và ký hợp đồng và bàn bạc và ngồi họp lại với nhau và để đưa ra những cái thỏa thuận và có những cái bài báo hay là có những cái hội bàn tròn với nhau trực tiếp gửi vào trang cá nhân của chúng ta. Mà cái thông tin này là những cái thông tin mà có thể gọi là cái thông tin rất là hot, hay là cái thông tin mà chúng ta ngày càng thực tế, càng nhìn rõ hơn, nó rõ như ban ngày rồi, không còn có cái gì gọi là nghi ngờ khi mà chúng ta đầu tư nắm giữ cổ phần nữa cả. Xin chào Phùng Trinh, xin chào em Nguyễn Hồng nha, xin chào em Dương Ánh. Không còn cái gì để nghi ngờ nữa rồi, em sao là có bao nhiêu tài chính là em sao nắm giữ bấy nhiêu cổ phần rồi. Chị Tuyết cũng như vậy ạ. Quý cô chú anh chị em, những ai mà đang nắm giữ cổ phần và tìm hiểu đến cái thông tin, cập nhật thông tin của công nghệ của chúng ta hàng ngày thì rất là rõ, rất
là nắm giữ nhiều cổ phần hơn, muốn khao khát để chia sẻ cái cơ hội này đến cho rất là nhiều người. Mong rằng mọi người hãy bớt chút thời gian của mình ra để nắm giữ cổ phần, đừng có bỏ qua. Nó cũng như một cái câu nói mà em sao được nghe của vị tỷ phú có nói rằng là xã hội này nó càng ngày tồi tệ đi, không phải là do những người xấu mà là do những người tốt không chịu lên tiếng. Em sao, chị Tuyết hay là ở trong này có em Hồng này, em Ánh này và chị Biết cũng hàng ngày lên livestream chia sẻ cơ hội này đến cho mọi người, để cho rất nhiều người cập nhật đến thông tin. Và nếu khi em sao chia sẻ có nhiều người nói rằng là miễn phí, thì khi chia sẻ cho họ miễn phí thì họ bảo là không ra gì, mà bảo họ đầu tư với số vốn rất là nhỏ, thì họ lại bảo là số vốn nhỏ như vậy thì làm sao mà kiếm được nhiều tiền, giàu được. Khi mà bảo họ đầu tư nhiều tiền thì họ bảo là họ không có. Khi mà bảo họ thay đổi tư duy thôi, đầu tư vào cái kiến thức, đầu tư vào cái kiến thức là lãi ngay từ đầu tiên rồi, không mất mát một cái gì. Khi mà chúng ta có kiến thức thì chúng ta đầu tư vào đâu chúng ta cũng thắng. Khi mà không có kiến thức á, thì kể cả gửi tiền vào trong ngân hàng cũng thua. Ví dụ như ở Sacombank 430 tỷ cũng bị mất tiền, gửi tiền vào ngân hàng ấy ạ. Nếu mà không có kiến thức gửi tiền vào ngân hàng thì cũng mất. Có kiến thức phải đánh bạc, nó cũng như là chính xác ạ. 1.000 nỗ lực không bằng một sự lựa chọn, đúng. Cho dù chúng ta sai bao nhiêu lần không quan trọng, chúng ta chỉ cần có một lần đúng là chúng ta đã thắng rồi. Và chúng ta chỉ cần là xuống tiền, thời điểm xuống tiền là thời điểm quyết định sự thắng. Cùng cái thời điểm em sao xuống tiền là tháng 6 năm 2022, 1.000 đô chỉ được 30.000. Nhưng thời điểm mà trong cái thời gian đang khuyến mại đây ạ, 1.000 đô thì 1.000 đô đã được 54.000 cổ phần. 54.000 cổ phần. Số tiền như nhau nhưng số cổ phần lại khác nhau hoàn toàn. Có phải là thắng ngay thời điểm xuống tiền không ạ? Em xin chào anh Lê Thanh Định ạ. Lý do nào cũng đúng, chính xác. Đối với những người nghèo ạ, thì lý do nào họ cũng cho là họ đúng. Họ không vượt qua mà. Bất kể một lý do nào đưa ra họ cũng cho là đúng. Như một con ếch ngồi đáy giếng ấy. Con ếch mà ngồi đáy giếng thì họ chỉ biết là bầu trời bằng miệng giếng. Họ, con ếch con hỏi con ếch mẹ rằng là mẹ có biết bầu trời rộng bằng bao nhiêu không? Con ếch mẹ trả lời cho con ếch con rằng là bầu trời nó chỉ bằng miệng giếng. Nhưng gặp phải con đại bàng thì sao? Con đại bàng con nó hỏi con đại bàng mẹ rằng là mẹ có biết bầu trời rộng bao nhiêu không ạ? Con đại bàng mẹ nó trả lời với con đại bàng con rằng con đại bàng mẹ bay cả cuộc đời mà chưa hết thì bầu trời nó phải rộng bằng cả cuộc đời của con đại bàng. Nhiều quý cô chú anh chị em khi được em sao chia sẻ để nắm giữ cổ phần công nghệ UST là công nghệ giao thông thông minh cấp 2 trên thế giới, chỉ với 50 đô là 1.2 triệu được 750 cổ phần, mà một cổ phần được định giá là 1 đô tương đương là 750 đô. Nếu mà khi mà nó lên sàn thì nó sẽ thành là cổ phiếu. Vậy nó lên 10 đô, 100 đô hay 1.000 đô trên một cổ phần thì sao ạ? Có phải là 50 đô biến thành hàng tiền tỷ không ạ? Nó là giá trị thật mà nó là có thật. Bởi vì sao? Nó có trụ sở chính ở bên Belarus và bên Dubai. Rất nhiều quý cô chú anh chị em là đối tác hay là những người nắm giữ cổ phần đã trực tiếp đi sang Belarus và Dubai, trực tiếp gặp ngài chủ tịch và đã trực tiếp trải nghiệm của con tàu rồi. Nhiều anh chị em còn có chữ ký của ngài chủ tịch ở trên áo hay được chủ tịch tặng quà bằng những quyển sách, những lưu niệm. Người thực việc thực và đã có anh Nguyễn Hữu Bắc đấy ạ. Hàng ngày làm việc, mà anh làm việc 3 năm nay ở bên Dubai, hàng ngày anh vẫn lên livestream chia sẻ cái cơ hội này và trực tiếp vào trong công trường ở bên Dubai để quay cận tận cảnh, ghi những thước phim để gửi tới những anh chị em là cổ đông ở bên Việt Nam và rất nhiều người đang tìm hiểu và theo dõi đến công nghệ này, để mà biết đến cái công nghệ này nó làm việc như thế nào. Hàng ngày cái công trường ạ, có rất nhiều anh chị em đến thăm. Ví dụ như chị Jenny Anh ở bên Việt Nam của chúng ta thì có chị Jenny Anh thường được tham gia các cuộc họp cùng với ngài chủ tịch hay cùng với ban lãnh đạo, và chị cũng ghi lại những cái tư liệu để cho mọi người biết.
Tại sao mà mọi người có những anh chị em là mới tìm hiểu thì chắc là còn chưa biết, chưa rõ, nếu muốn nắm giữ cổ phần để tự do về tài chính, tự do về thời gian cũng như em sao ạ? Trong một thời gian rất là ngắn, em sao cũng đã sở hữu cho mình được rất là nhiều cổ phần. Nếu muốn tìm hiểu cách chi tiết hơn, sau buổi livestream này liên hệ đến em sao. Chị biết hay được những người mà đã chia sẻ mà mình chưa hiểu rõ lắm thì hãy nghiêm túc tìm hiểu đi ạ. Còn những anh chị em nào mà biết đến mà không dám nắm giữ cổ phần, chỉ sau một thời gian ngắn là 1 năm hoặc 2 năm thôi ạ, là bọn em đã được nhận cổ tức. Còn cái thời điểm bây giờ là thời điểm cuối của giai đoạn 14.3, chỉ có 15 giai đoạn, bây giờ đang là giai đoạn cuối 14.3. Sau ngày 12 tháng 4 13. Chuyển sang ngày 13 tháng 4 thì sẽ sang giai đoạn thứ 15. Mà giai đoạn 15 thì chưa biết là còn gọi vốn nữa hay không. Đến giai đoạn thứ 15 mà tập đoàn tự cấp vốn thì lúc đó quý cô chú anh chị em không có cơ hội để sở hữu cổ phần nữa đâu ạ. Chỉ còn khoảng là chưa đến 20 ngày nữa thôi ạ. Chưa đến 20 ngày để mà nắm giữ cổ phần. Muốn nhiều cổ phần hay ít cổ phần thì là do chúng ta, phụ thuộc vào tài chính của chúng ta. 50 đô là 750 cổ phần, mà 100 đô thì là được 2.000 cổ phần. Tất cả đều chúng ta muốn nhiều cổ phần thì là phụ thuộc vào cái tư duy của chúng ta, và phụ thuộc vào cái kiến thức của chúng ta, phụ thuộc vào cái thông tin của chúng ta cập nhật đến đâu, hiểu biết đến đâu. Em sao thì trước khi em sao đầu tư ạ, em chỉ dám đầu tư với số vốn rất là nhỏ, 250 đô, trả góp trong vòng 5 tháng, mỗi tháng 50 đô. 50 đô là 1,2 triệu, 1,2 triệu nó chỉ bằng một cái váy của chị em hoặc một bữa ăn nhậu của các anh em thôi. Nhưng nếu mà chúng ta bỏ qua một cái váy đẹp, chúng ta chỉ mua một chiếc váy bình thường thôi ạ, hay chúng ta không nhậu một bữa nhậu đó, thì chúng ta lấy cổ phần, chúng ta đầu tư để nắm giữ cổ phần, chúng ta sẽ có cổ tức hàng năm. Vậy cái cổ tức nhận hàng năm so với một bữa nhậu thì cái nào giá trị hơn ạ? Thường những người giàu là họ luôn luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Những người nghèo thì luôn luôn nhìn thấy mọi khó khăn trong những cơ hội. Người giàu thì biết đón nhận cơ hội, người nghèo thì luôn sợ, luôn luôn sợ hãi. Và người giàu thì luôn luôn bắt tiền làm việc cho mình, còn người nghèo thì luôn luôn làm việc chạy theo đồng tiền, bỏ thời gian, bỏ công sức ra để mà kiếm tiền. Em sao là một ví dụ đây ạ. 11 năm làm công ăn lương, thậm chí 8 tiếng đến 12 tiếng, chưa trở nên tự do về tài chính cũng như thời gian. Nên em sao đã thay đổi, dịch chuyển từ làm công ăn lương sang bên ô phần tư thứ tư của Kim Tứ Đồ. Rất nhiều quý cô chú anh chị em còn chưa biết đến thế nào là Kim Tứ Đồ. Hãy định vị lại mình đi ạ, và tìm hiểu thế nào là Kim Tứ Đồ, xem mình đang ở đâu trong Kim Tứ Đồ. Tại sao cùng là một con người, cùng có 24 tiếng đồng hồ, em sao 24 tiếng, người nghèo 24 tiếng, các tỷ phú, triệu phú trên thế giới đều 24 tiếng. Tại sao họ là triệu phú? Bởi vì là họ là nắm giữ tài sản. Ngày xưa thì đất là vàng, nhưng bây giờ thông tin là vàng. Các tỷ phú là nắm giữ tài sản là tài sản bằng các cổ phần, cổ phiếu. Khi mà lên sàn IPO, nhiều anh chị em còn chưa nghe đến từ lên sàn IPO hay gọi là sàn Nasdaq, thì hãy vào Wikipedia tra IPO là gì, sàn Nasdaq là gì, gọi vốn cộng đồng crowdfunding là cái gì. Mà quý cô chú anh chị em, nhiều người hiện tại còn đang mơ hồ tại sao một tập đoàn lớn trên thế giới như vậy mà đi gọi vốn những đồng nhỏ lẻ như thế này. Bởi vì là gọi vốn cộng đồng crowdfunding cho phép gọi vốn từ những đồng vốn nhỏ lẻ. Như quý cô chú anh chị em có xem những cái startup của Việt Nam cũng có đấy, cũng gọi vốn đấy ạ. Ngài chủ tịch của chúng ta là dựa vào cái vốn crowdfunding từ năm 2012 của cựu tổng thống Obama đã ký cái đạo luật Jobs đấy ạ. Người nghèo cũng được góp vốn, và rất may mắn cho em sao được góp vốn với ngài chủ tịch. Thật ra là nhiều người rất là thắc mắc là vì tại sao mà không gọi vốn của những người giàu, những ông chủ đi, mà lại đi gọi vốn từ những người nhỏ lẻ như vậy. Trước khi gọi vốn nhỏ lẻ thì chủ tịch cũng đã gọi vốn từ những người giàu. Nhưng do chủ tịch đã 7 lần bị lừa, đúng không ạ? 7 lần mất trắng luôn.
Chính vì lý do đó mà chủ tịch mới quay ra gọi vốn cộng đồng cho những người bình thường như chúng ta, những người nghèo như ta, những con người nhỏ bé như chúng ta cũng được sở hữu cổ phần của một tập đoàn lớn trên toàn cầu. Đó, đó là có phải là cái duyên, cái phước của chúng ta không ạ? Chính xác. Thật sự là phải ai phải có duyên, có phước lắm thì chúng ta mới nắm giữ được cổ phần của tập đoàn VT, là tập đoàn lớn trên thế giới. Chúng ta hãy bỏ thời gian nha, chúng ta hãy suy nghĩ, chúng ta hãy nghĩ, chúng ta hãy động não một chút là lý do vì sao mà em tiếp viên sao hàng ngày lên livestream, chúng em tại sao chúng em nắm giữ được cổ phần, chúng em cũng tất cả nó đều là những cái về tư duy hết, về tư duy, về thông tin, ai có nhiều thông tin người đó có nhiều tiền. Tại sao mà những người người ta có thông tin họ có thể dịch chuyển từ những tiêu sản của họ sang để họ nắm giữ cổ phần, cũng giống như em tiếp cũng vậy. Hiện tại bây giờ đang là cơ hội cuối cùng để chúng em nắm giữ cổ phần, chúng em cũng phải dịch chuyển những cái tiêu sản sang để chúng em nắm giữ cổ phần, chúng em nắm giữ về tài sản. Còn những cái người mà không có thông tin thì lại luôn luôn đi mua những cái tiêu sản, mua cái tiêu sản. Đó là do quý cô chú anh chị em không có thông tin, không có kiến thức. Nếu như một người có thông tin, một người có kiến thức, có thể là hiện tại bây giờ họ có thể không mua một cái xe, không mua một cái xe, họ để cái xe đó họ đầu tư, họ nắm giữ tài sản, thì sau này họ muốn cái gì cũng có, họ muốn bao nhiêu cái xe cũng có. Làm sao để chúng ta tại thời điểm này chúng ta có cơ hội, làm sao để chúng ta nắm bắt được cơ hội để sau này chúng ta phải đi, làm sao chúng ta đi chợ, đúng không? Chúng ta không phải nhìn giá, không phải nhìn giá nữa. Tại thời điểm này em biết biết sao, em cũng nói thực tế luôn, tại thời điểm này chúng em đến nỗi cũng thật sự là rất là khó khăn, khó khăn về tiền bạc luôn, tại vì chúng em đang dịch chuyển tất cả những cái tiêu sản của em để sang chúng em nắm giữ tài sản, nên là hoàn cảnh của chúng em hiện tại bây giờ có thể khó khăn hơn rất là nhiều người, rất là nhiều người, vì họ cũng nghĩ rằng là họ bây giờ là đầy đủ, cái gì họ cũng có, đúng không? Ô tô có, nhà có, đất có, cái gì họ cũng có, họ chi tiêu thoải mái. Nhưng mà họ lại không có nổi lên một cổ phần, mà trong khi đó một cổ phần chỉ có mấy trăm đồng, tính ra 168 đồng. Nếu như mà tính, nếu như em cứ tính như cái gói ghi danh chẳng hạn, thì một cổ phần nó chỉ có mấy trăm đồng thôi, mà còn không sở hữu nổi, thì làm sao sau này đòi sở hữu được nhiều cổ phần, đúng không? Sau này nó IPO mấy trăm đồng mà còn không dám mua, thì sau này nó lên hàng mấy trăm đô trên một cổ phiếu, thì làm gì có tiền mà mua. Giống như TikTok vậy ạ, cho không không ai lấy, đến thời điểm này nó 155 đô đấy ạ, trên một cổ phiếu đấy ạ, một cổ phần đó. Cái gì có tiền để mua không? Không có tiền để mua. Đối với tập đoàn UST bây giờ cũng vậy, cổ phần của nó đang rất là rẻ, tại thời điểm này rất là rẻ, đang có chương trình khuyến mại, thời điểm vàng đấy ạ, chỉ có mấy trăm đồng thôi trên một cổ phần thôi, mà chúng ta còn không mua nổi, thì sau này chờ đến lúc em Sao và em Tuyết thành công rồi, tập đoàn IPO rồi, để lên sàn rồi, để mua cho nó chắc chắn, lúc đó nó lên 100-200 đô trên một cổ phiếu thì có tiền mua không? Chắc là không. Có bán nhà bán đất đi có đủ tiền để mua sở hữu được 1 triệu cổ phần không ạ? Nếu như thời điểm này sở hữu 1 triệu cổ phần nó rất là đơn giản. Nếu như có tài chính, quý cô chú chị em có tài chính, sở hữu 1 triệu cổ phần rất đơn giản. Nhưng để đến lúc nó IPO rồi thì có cả bán hết cả nhà cả đất đi cũng không sở hữu nổi đâu ạ. Cũng không sở hữu nổi 1 triệu cổ phần, 100.000 cổ phần cũng không sở hữu nổi, chứ đừng nói đến 1 triệu cổ phần. Đó, nên là chúng ta phải mua cái gì, chúng ta phải chọn thời điểm để chúng ta mua. Kể cả chúng ta mua đôi tất, chúng ta mua cái áo, chúng ta hãy chọn những thời điểm khuyến mại để chúng ta mua. Và chúng ta đầu tư cũng vậy, chúng ta đầu tư làm sao phải, chúng ta phải thắng ngay tại cái thời điểm chúng ta xuống tiền, chứ không phải là đầu tư để chúng ta, để đến lúc chúng ta bán chúng ta mới thắng đâu ạ. Chúng ta thắng ngay thời điểm chúng ta xuống tiền. Tại thời điểm này quý cô chú anh chị em mua có mấy trăm đồng một cổ phần mà nó đã định giá một cổ phần là một đô rồi, có phải là chúng ta thắng ngay cái thời điểm chúng ta xuống tiền không ạ? Cùng một số tiền. Nếu như quý cô chú anh chị em để cho qua giai đoạn này, đến giai đoạn 15 em tiếp cứ nghĩ là, cứ cho là đến giai đoạn 15 tập đoàn vẫn còn gọi vốn đi, thì cái cổ phần nó cũng sẽ thấp hơn. Nếu như 500 đô thời điểm sau thời điểm này có thể được tặng 50.000 cổ phần, thì sau giai đoạn này 50 đô chỉ được tầm 10.000 cổ phần thôi. Đó, chúng ta phải đầu tư làm sao, chúng ta phải đầu tư chúng ta thắng ngay tại cái thời điểm chúng ta xuống tiền, và chúng ta quyết định hay không là do chúng ta phải tìm hiểu thông tin, phải bỏ thời gian ra để tìm hiểu thông tin. Một cái cơ hội nó như thế này mà chúng ta không nắm bắt, chúng ta biết đến mà chúng ta không nắm bắt, thì sau này
chúng ta là người hối hận đấy, chúng ta sẽ phải trách chính bản thân chúng ta. Tại sao mà có cơ hội tốt như vậy mà chúng ta lại không tìm hiểu, chúng ta không nắm bắt? Người ta có thể mua được rất là nhiều, tại sao mình hiện tại mình giàu hơn đấy? Như em Tuyết bây giờ đang rất là khó khăn, không có tiền ăn luôn đấy, mà em Tuyết vẫn sở hữu được cả vài triệu cổ phần. Mà quý cô chú anh chị em, một cổ phần cũng không có, mà trong khi đó một cổ phần chỉ có mấy trăm đồng cũng không có, thì phải hỏi, tự hỏi bản thân mình là tại sao lại như thế. Có phải là do quý cô chú anh chị em không có tư duy, đúng không? Cái thứ nhất là không có tư duy, cái thứ hai là cứ nghĩ mình giàu rồi, cái gì mình cũng biết, mình giàu rồi thì mình không cần nữa. Nhưng mình phải nghĩ, nó nhìn, chúng ta phải nhìn bằng tầm nhìn, chúng ta đừng nhìn bằng tầm mắt, chúng ta phải nhìn sâu dài. Chúng ta phải làm sao, chúng ta phải là vạch xuất phát cho con chúng ta, chứ không phải là chúng ta chỉ có nghĩ cho cuộc sống của chúng ta, cho đời chúng ta. Chúng ta phải nghĩ cho con chúng ta, chúng ta phải lo cho người sinh ra mình và người mình sinh ra. Đó, chúng ta phải có hai trách nhiệm, đó là lo cho người mình sinh ra và lo cho người sinh ra mình. Chúng ta phải làm sao, chúng ta phải thành công trước khi cha mẹ chúng ta già, chúng ta thành công trước khi con chúng ta lớn. Chứ chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân chúng ta, mà chắc gì bản thân chúng ta đã an toàn đâu, đúng không? Chắc gì đã đầy đủ đâu. Nếu như trong cuộc sống của chúng ta có một cái biến cố gì xảy ra, lúc đó tích cóp cả đời làm việc cũng vẻ mò hết, cũng bằng không hết. Nên là chúng ta hãy tạo ra một nguồn thu nhập thứ hai. Chúng ta đang có một nguồn thu nhập rồi, chúng ta hãy tạo ra một nguồn thu nhập thứ hai. Mà một nguồn thu nhập thứ hai nó phải là nguồn thu nhập thụ động. Chứ còn nếu mà chúng ta đang đi, ví dụ chúng ta đang đi bán hàng truyền thống là có một nguồn thu nhập, sau đó chúng ta lại đi bán hàng online để chúng ta tạo thêm một nguồn thu nhập nữa, đó là chúng ta phải bỏ thời gian, bỏ công sức ra để chúng ta tạo thu nhập. Chúng ta muốn có nhiều tiền, chúng ta phải làm nhiều hơn. Còn nếu như chúng ta phải tạo ra nguồn thu nhập thứ hai bằng cách là chúng ta phải tạo ra nguồn thu nhập thụ động, thì mới làm cho chúng ta giàu có được, chúng ta mới trở nên tự do về tài chính và tự do về thời gian được. Chứ còn nếu mà tạo ra nguồn thu nhập mà phải đi làm nhiều hơn thì làm gì có chuyện giàu, làm gì có chuyện tự do về thời gian, không bao giờ có chuyện tự do về thời gian được. Nghiêm Tết về em sao bây giờ? Hiện tại về tiền bạc có thể chúng em không bằng quý cô chú anh chị em, những người mà chưa nắm giữ cổ phần, nhưng mà về thời gian em khẳng định luôn chúng em đã là triệu phú về thời gian rồi, lúc nào cũng có thời gian. Còn quý cô chú anh chị em vẫn phải lai lưng ra đi làm, vẫn phải lai lưng ra đi làm, không có thời gian, đến nỗi thời gian tụ tập đi chơi còn không có thì làm gì, đúng không? Làm gì nào được. Xin chào bạn Kim Dung nhá, xin chào anh Lưu Khải ạ, xin chào Bưởi Hà, xin chào Trung Nguyễn, xin chào Nguyễn Văn Trung, chào tất cả quý cô chú anh chị em đang theo dõi like của em sao ạ. Quý cô chú anh chị em yêu mến em thì hãy cho em một tim, một like, share về từng cá nhân, tăng tên nhiều người bạn mình vào đi ạ, để cho em thêm cái động lực và cái năng lượng hơn nữa để chia sẻ tới quý cô chú anh chị em ạ. Quý cô chú ơi, anh chị em đang theo dõi like của em thì hãy đặt câu hỏi, có câu hỏi gì đặt câu hỏi để cho hai chúng em trả lời. Dạ, anh Khải, em xin chào anh ạ. Quý cô chú anh chị em, những ai có câu hỏi gì có thể là comment để cho chúng em trả lời được đâu không ạ? Chúng em độc thoại mãi từ bấy giờ rồi ạ. Và như em có nói rằng là dạo gần đây thông tin về tập đoàn rất là nhiều. Chúng ta đã có 4 dự án và đã có báo cáo tài chính của năm 2022. 4 dự án ở Dubai. Đúng ạ. Và đang 2 hoàn... dự án ở Nga. Đang hàng đang ngày, đang xây dựng, đang đi vào rất là nhiều. Hoạt động. Và chúng ta đang có, đã có báo cáo tài chính năm 2022 và bây giờ đang có cái giai, có cái thông tin chuyển giai đoạn, đã có thông tin chuyển giai đoạn rồi. Mà chuyển giai đoạn này theo em sao được biết là lộ trình chỉ chờ đợi cho những người gọi là cá mập để mà mua nắm giữ cổ phần. Thời điểm này gọi là thời điểm vàng, thời điểm gấp rút rồi đấy ạ. Những anh chị em nào mà chưa có nổi một cổ phần công nghệ NFT thì nhanh nắm giữ cổ phần đi ạ. Qua cái ngày 12 tháng 4, nếu còn gọi vốn thì sẽ phải mua với giá vốn, với số cổ phần rất là đắt. Hoặc tự cấp vốn thì chúng ta lại không còn được, không còn cơ hội nữa. Dạ, em xin chào anh Lương Bá Phương ạ. Xin chào bạn Nguyễn Hợp. Anh Lương Bá Phương, anh vào đây thì em lại không nói được gì nữa rồi. Anh comment cái gì đi để cho em tạo năng lượng, động lực lớn hơn nữa để livestream lan tỏa thêm cho quý cô chú anh chị em ạ.
Xin chia sẻ với tất cả quý cô chú anh chị em một chút rằng là anh Lương Bá Phương là một bác sĩ đấy ạ, một bác sĩ ở bệnh viện 109 của Vĩnh Phúc đây ạ. À, từ nhà em sao đến chỗ cơ quan của anh thì rất là gần. Hai anh em biết nhau cũng một thời gian rất là dài. À, từ khi mà nắm giữ cổ phần công nghệ UST này, cái cộng đồng công nghệ UST này, tất cả mọi người trên 64 tỉnh thành phố chưa gặp mặt nhau nhưng lại có cái cảm giác là thân thiện với nhau và giúp đỡ nhau trên mọi mặt trận luôn. Vì người đi đầu. Bởi vì là người đi đầu và họ luôn luôn là biết là mục đích của tất cả mọi người là vì kinh tế và cơm áo gạo tiền và muốn có sự giàu có, muốn có sự đột phá về tài chính. Nên là tạo cho nhau một cái sự là chia sẻ. Vì có UST này nên là kết nối được tất cả mọi người với nhau. Anh Lương Bá Phương anh đã nắm giữ được rất rất nhiều triệu cổ phần rồi. Và anh cũng đang lan tỏa chia sẻ cơ hội này đến cho rất là nhiều người. Anh là một bác sĩ mà anh đã nắm giữ cổ phần tính đến thời điểm này phải 4 năm rồi. Đó. Vậy những người giàu chắc chắn là họ phải giỏi. Còn những người giỏi chưa chắc đã giàu. Nhiều người thậm chí bây giờ là có nhiều bất động sản hơn em sao, nhà to hơn em sao, ô tô thì đẹp hơn em sao, nhưng chưa chắc là đã có lấy một nổi cổ phần. Còn em sao thì đang có tự do về thời gian, tự do về tài chính thì là một thời gian rất là ngắn nữa thôi ạ. Em sao và chị Tuyết thì hàng ngày vẫn lên livestream chia sẻ cùng quý cô chú anh chị em vào là 20 giờ hàng ngày, các ngày trong tuần. Quý cô chú anh chị em nào mà muốn tìm hiểu để nắm giữ thêm nhiều cổ phần thì liên hệ với em sao, chị Tuyết hay anh Lương Bá Phương ạ. Hy vọng rằng có một ngày gần đây nhất có một cuộc hẹn với anh Lương Bá Phương ạ. À, anh Lương Bá Phương có rảnh không ạ? Anh có thể vào chia sẻ với em một chút được không ạ? Vâng, cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị em đã bớt chút thời gian quý báu của mình để mà theo dõi live của em ạ. Hẹn quý cô chú anh chị em vào buổi ngày mai ạ, 20 giờ ngày mai ạ. Dạ em cũng xin xuống live, em live khoảng được gần 1 tiếng đồng hồ rồi, cũng một thời gian dài rồi. Xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị em vào ngày mai. Chúc quý cô chú anh chị em ngủ ngon ạ. Bye bye.